Hello, kính chào quý vị, xin chào các bạn. Ở video này, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị chuyển đổi CKB Levered sang CKB Token. Ở đây, tôi sử dụng cái ví Sapan. Về cái phần CKB Levered thì quý vị có thể rút từ sàn Binance. Và cái địa chỉ CKB Levered nó bắt đầu bằng CKB đó. Còn cái CKB nó chạy trên cái mạng lưới là Token. Địa chỉ của nó bắt đầu bằng số 0. Rồi thì ở đây tôi đã để sẵn CKB Levered đó. Và tôi sẽ bridge sang cái CKB Token. Rồi, quý vị sử dụng cái ví Sapan thì quý vị vào cái mũi tên phía bên dưới. Đó. Quý vị đẩy đến cái từ CKB này. CKB. Chọn Levered Token. Rồi, chọn tiếp theo. Chọn OK. Ở đây quý vị có thể nhập cái số lượng. Còn ở đây tôi chọn tối đa đi. Rồi. Ô thứ nhất thì để nguyên. Chọn vào tiếp theo. Chọn gửi. Xác nhận. Tôi sẽ back lại. Quý vị hãy chờ. Có thể quý vị sẽ chờ mất khoảng độ 5 phút đến 20 phút tùy từng thời điểm. Đó, nó báo thành công rồi đây này. Đó. Nó đã trừ rồi, thấy chưa? Đấy, cái CKB Levered đã trừ hết rồi đây này, cũng rất nhanh thôi. Quý vị chờ một chút thì cái CKB Token nó sẽ hiển thị lên ví, hiện tại nó chưa hiển thị. Rồi, ở đây nó báo thành công rồi đấy. Phí thì rất chi là rẻ thôi. Đó. Rồi, và đến đây thì tôi xin kết thúc video này.